Anh này. À, anh cảm ơn nhé. Mà anh ơi, em có một chút việc muốn hỏi qua ý kiến của anh có được không? Em cứ nói đi. Thì chẳng là em đang có người quen, nhưng mà người đấy làm bán hàng rong. Nhưng mà người ta hay bị người khác cướp chỗ lắm. Không biết là em có thể để cho người đấy bán ở trước cổng công ty của mình được không? Tưởng chuyện gì, nếu là người quen của em ấy, thì cần nói thôi, anh sẽ sắp xếp cho người quen của em làm trong căng tin, công ty sẽ trả lương luôn, được chưa? Em là người yêu của anh cơ mà, người quen của em cũng sẽ là người quen của anh. Em cảm ơn nhé, như thế để em về nhà rồi hỏi lại ý kiến người đấy xem sao. Thôi, em đi làm việc đây, ngày mới tốt lành nhá. Để ở đây à mẹ? Ừ, con để đây cho mẹ. Ôi con ạ, mẹ bán hàng rong này quen rồi. Bây giờ mà vào công ty làm ý, lại gò bó, mẹ không quen. Mà nếu có ai hỏi ý, con đừng có bảo mẹ bán hàng rong nhá. Không có lại ảnh hưởng đến công việc của con, rồi người ta lại cười cho ấy. Có sao đâu ạ mẹ, bán hàng rong thì làm sao chứ. Nhờ mẹ bán hàng rong ấy nên mẹ mới có thể nuôi được con lớn như này, xong rồi ăn học nên người nữa. Bây giờ con muốn khoe cho cả thế giới cũng không được ấy. Mẹ biết, nhưng mà có những người xấu ấy, rồi người ta lấy thân phận của con ra để người ta dè bỉu, nó ảnh hưởng đến công việc của con. Mẹ không muốn như thế, con phải nghe lời mẹ đấy. Vâng ạ, thôi được rồi. Thế bây giờ mẹ ngồi đây yên tâm bán hàng nhá. Mẹ yên tâm đi, con đã nói với chủ tịch rồi. Chủ tịch bảo là đã nói với các phòng ban bảo vệ sẽ không làm khó mẹ đâu. Thế thì tốt quá, con cho mẹ gửi lời hỏi thăm chủ tịch của con nhá. Vâng. Cho sự bảo quản mẹ nhá. Chà bố cô. Con đi đây. Ừ. Này. Này, mày thái độ gì đây hả? Mặc tiếng chị làm giám đốc, ít nhất cho thằng em vào làm cái gì thì cũng phải cái chức nó to oai một tí. Ví dụ như kiểu chức trưởng phòng ấy, thằng này cho đi làm bảo vệ, nghe nó buồn cười, security. Này, nhìn lại mặt mày hộ tao cái. Gớm nữa, học còn chưa hết cấp 3 còn đòi chức gì oai oai. Ngày xưa tao bảo rồi, cố học hết cấp 3 đi cho nó có bằng tử tế mà đi làm, không nghe cơ. Bây giờ ấy, cho mày làm được cái chức bảo vệ này đã tốt lắm rồi đấy. Nhảy đi nhảy lại, đầy ông tỷ phú mà chưa học hết cấp 3 ông vẫn giàu ấy. Biết cái gì mà với cả chị có thương em đâu. Ôi, thôi, chị bảo nhá, bây giờ chịu khó làm cái chức bảo vệ này mấy tháng đi, xong rồi là chị xem là có đứa nhân viên nào nó láo nháo là chị đuổi thẳng, xong rồi nhét mày vào, được chưa? Thế còn được. Được thì sao? Mà nhá, để nhét mày vào cái chức bảo vệ này ấy, cũng phải là đơn giản đâu. Chị phải tìm mọi cách để đuổi cái thằng bảo vệ cũ đi, xong rồi nhét mày vào đấy chứ. Mà làm bảo vệ thì mày nắm trong tay tất cả quyền ra quyền vào của mọi người còn gì. Ai muốn ra vào cái công ty này đều phải xuất trình thẻ nhân viên cho mày. Chả oai thế làm gì nữa. Oai gì? Vào là phải quan sát thằng này đúng không? Hay. Gì nữa. Thôi, chịu khó làm việc đi. Đứa nào mà láo nháo ấy, cứ nói với chị xử luôn nhá. Nhất nói trưởng phòng ấy, không trưởng phòng thay còn lâu mới ra. Hey. Sáng giờ trải ra đi muộn thì ra oai phạt tí nhỉ. Hay này bà kia, ai cho phép bà bán hàng rong đây hả? À? Cậu là bảo vệ ở công ty này ạ? À? Security. Tôi xin phép cậu, cho tôi ngồi nhờ ở đây một lát. Tôi bán hết hàng là tôi đi ngay. Bà cứ vơ ba vơ vẩn. Đây là công ty, phải cái chợ đâu mà thích ngồi là ngồi. À? Mà khi ngồi chợ phải đóng tiền mới được ngồi chứ, cứ thích ngồi là ngồi đâu. Tôi xin cậu, cho tôi ngồi nhờ một lát thôi. Tôi cũng có tuổi rồi, tôi không chen chân được ở ngoài chợ. Thôi rồi, nể tình là bà có tuổi đấy nhá. Bây giờ muốn ngồi đây là phải đóng tiền mới được ngồi đấy. Sao lại phải đóng tiền ạ? À? Tôi đã xin phép chủ tịch rồi. Này, cái mặt bà mà quen được chủ tịch á? Hả? Thế thì tôi khi là con trai chủ tịch ấy, cứ đùa này. Chị gái tôi này, chị ruột tôi này, giám đốc công ty ấy, sau mỗi chủ tịch tôi đấy. Nhìn tôi này thôi, nhưng ra thế tôi hơi bị khủng ấy. Chuyện đùa đó.
nó như nào? Tôi biết rồi ạ. Tôi xin lỗi cậu. Thế của tôi hết bao nhiêu tiền để tôi gửi cậu? Thôi rồi, mỗi buổi ngồi đây 5 xị, 50 nhá. Sao như 50 nghìn á cậu? Tôi ngồi đây bán hàng cả ngày cũng chỉ lãi được có ngần ấy thôi. Mà từ sáng đến giờ tôi cũng đã bán được cái gì đâu. Tiền không có mà lại khó nhỉ. Thôi rồi, thế là tạm thời hôm nay nhá, tôi sẽ lấy vài cân hoa quả, được chưa? Còn tiền thì mai là phải có cho tôi đấy nhá. Làm vài cân hoa quả về ăn cho nó mát. Hả? Cậu ơi, cậu lấy hết thế này thì tôi lấy gì tôi bán? Bà buồn cười nhỉ. Bây giờ không cho tôi lấy tiền thì tôi phải lấy tạm vài cân hoa quả, hay là tôi lấy cả gánh của bà đi nhá. Cậu ơi, tôi xin cậu. Rồi, và tránh nhá. Buồn cười, bán nhờ chỗ người ta rồi, người ta đã nương cho thế rồi. Nhá, mai là phải có tiền tôi nhá, không vớ vẩn đâu. Thôi cậu ơi. Nhá. Thôi. Thôi rồi, hôm nay tôi chỉ lấy tạm thế thôi nhá. Nhưng mà ngày mai là phải có tiền tôi đấy, chứ không phải là ngày nào tôi có no quả được đâu. Nhá. Rồi. Này, hoa quả mày mua đâu đấy? Ngon đấy. Trời, ngon đâu, em chọn nó vị khác. Em có một chỗ lấy hoa quả free. Chị thích nhá, mai em lại lấy cho. Free á? Cổ quá. Này như thế này. Có bà bán hoa quả dưới công ty mình ấy. Hôm nay em dọa bài phát, bài sợ rụt cả vòi vào, thế là biếu em đống hoa quả này. Thấy oai không? Công nhận là bảo vệ nhìn thấy oai phết. Giỏi đấy. Đúng là không hổ danh là anh trai tao. Cứ thế mà phát huy nhá. À mà, nhiều hoa quả như này ăn không hết, khéo tao phải mang ra ngoài kia cho bọn nhân viên ăn, lấy lòng chúng nó. Dạo này chúng nó đi bợ đít có tưởng xa hết cả rồi này. Thế à? Ừ, đi. Bợ đít thì bợ đít. Ê trời. Mọi người ăn đi này. Vẫn là giám đốc thương chúng em nhất. Có gì ăn chị đều chia cho chúng em. Chị giỏi nịnh thôi. Tôi có chỗ lấy hoa quả free, thích ăn ý, ngày mai tôi lại mang cho. Úi, nhớ chị nha, mai chị lại lấy cho bọn em ăn nhá. Đương nhiên rồi. Thích ăn nào thì đi ạ. Đang trong giờ làm việc, mọi người làm gì mà ầm ĩ như thế? Sắp có đối tác đến đây, nhìn thấy cảnh này là không hay đâu đấy. Tôi đang cho phép họ nghỉ giải lao một tí. Cô đừng có mà thái độ như thế, mất cả vui ra. Mọi người ăn đi. Cứ thoải mái ăn đi, khổ quá, anh lo cái gì. Này, cô đừng có mà ỉ lại mình là thư ký bên cạnh chủ tịch mà bắt đầu lên mặt nhá. Đừng có mà lộng hành như thế. Cô nên nhớ tôi là giám đốc đấy, nên biết thân biết phận đi. Đừng có vượt quyền. Tôi không hề vượt quyền của mình, tôi chỉ đang làm đúng theo các bổn phận thôi. Chủ tịch đã dặn tôi là đến các phòng ban và nói với nhân viên là hãy dọn dẹp lại các phòng ốc và chuẩn bị chỉnh đốn lại tác phong làm việc để đợi khách đến. Mọi người nghe rõ chưa? Vâng ạ, chúng tôi làm ngay ạ. Đi. Đánh chân cái này, bạc vô duyên. Ôi, ôi. Con tưởng sao này càng ngày càng quá đáng thôi. Nó kệ, nó được chủ tịch để mắt cho nên chả coi ai ra gì cả. Bực cả mình. Không phải cáu. Thế để bây giờ em ra gặp nó em xử nó cho chị nhá. Còn rảnh con này. Mày ngu thế nhỉ? Bây giờ mày mà động vào nó ấy, đi tù như chơi đấy. Muốn chơi nó ấy, phải dùng mưu. Dùng cái đầu này này. Bây giờ ấy, tao với mày tìm điểm yếu của nó. Tao không tin là con đấy không có điểm yếu. Cái đầu, dùng cái đầu. Hiểu chưa? Hiểu. Anh, hiểu rồi, khổ quá cơ. Ai bà kia, hôm qua tôi bảo bà chuẩn bị money, bà đã chuẩn bị xong chưa? Tôi xin cậu, mới sáng thì ra, cậu cho tôi mở hàng lấy vía, rồi tôi gửi cậu sau cũng được không ạ? Bà này bà buồn cười nhỉ, chuẩn bị là chuẩn bị thế nào? Hả? Hôm qua đã không có rồi, hôm nay cũng không có, thế để tôi bê cả giảm của bà vào trong kia nhá. Tôi xin cậu. Này, có chuyện gì đấy? À đây, chị đây rồi, đây, cái bà này là bà hôm qua em kể với chị đấy. Là bà ta à? Này bà, tôi nghe em trai tôi nói là bà ngang nhiên bán hàng ở trước cổng công ty mà không có sự cho phép, có đúng như thế không? Cô ơi, tôi đã xin phép chủ tịch đoàn hoàng rồi, chứ không phải tôi tự ý ngồi đây đâu ạ.
Mà hôm qua tôi đã nói chuyện với cậu này rồi mà. Này, bà ấy kể buồn cười cực. Bà bảo là được sự cho phép của chủ tịch. Nghe thấy là nó hơi bị điêu điêu ở đây rồi. Này, tôi nói mà biết luôn nhá, chủ tịch chúng tôi không phải là cứ gặp là gặp được đâu. Đến chị tôi là giám đốc công ty này, sau mỗi chủ tịch thôi. Thế mà muốn gặp chủ tịch nhá, cũng phải hẹn trước nhá. Chứ không phải là cứ muốn gặp gặp bà nói chuyện buồn cười. Này bà già, em tôi nói đúng rồi đấy. Chủ tịch không phải là người mà bà thích là bà lôi ra đùa được đâu nhá. Bây giờ khôn hồn ý, thì bà nộp tiền chỗ ngồi cho bảo vệ đi. Nếu không ý, tôi gọi trật tự đến gô của bà đi. Để xem lúc đấy bà có gọi chủ tịch ra cứu bà được không nhá. Đúng rồi. Sao ý bà như nào? Vâng ạ. Ê, mình xin. Mẹ, sao mẹ đưa tiền cho bọn họ? Mẹ á? Thế hóa ra cô là con gái của bà bán hàng rong à? Bán hàng rong thì làm sao? Tuy là bán hàng rong thôi, nhưng mà tôi vẫn được ăn học đàng hoàng và lớn lên tử tế đấy. Mà tôi cũng đã chứng kiến cả rồi. Có phải là hai người đang bòn rút tiền mẹ tôi đúng không? Hôm qua ấy, tôi thấy cái túi hoa quả trên bàn là tôi đã nghi ngờ rồi mà. Bà ta bán ở trước cửa công ty, tôi đang nhắc nhở bà ta thôi. Có gì là sai à? Mẹ tôi bán hàng ở đây đã được chủ tịch cho phép rồi. Tại sao hai người vẫn còn gây khó dễ cho mẹ của tôi? Một người già yếu như này, hai người bắt nạt thì có gì là vui? Thôi con ạ, cùng là đồng nghiệp với nhau, con đừng nói nữa, không lại mất lòng nhau đấy. À, bác ơi, cháu xin lỗi ạ. Cháu không biết bác lại là mẹ của Tường San. Cho cháu xin lỗi nhá. Tường San ơi, cô bỏ qua cho bọn tôi nhá. Tại vì tôi không biết bà ấy lại là mẹ của cô, lại càng không biết là chủ tịch đã đồng ý rồi. Cô đừng nói chuyện này với chủ tịch nhá. Thôi được rồi, xem như là cô có thành ý, nên là lần này tôi sẽ bỏ qua cho. Nhưng mà còn lần sau nếu mà cô còn gây khó dễ cho mẹ của tôi thì đừng có mà trách đấy. Tôi sẽ không làm như thế nữa đâu. Thôi, bác bán hàng đi nhá, cháu xin phép ạ. Đây. Mẹ không sao chứ? Chị làm sao ấy, sợ cái gì, chị là giám đốc công ty cơ mà. Tao không sợ, mà là tao đang ủ mưu, mày hiểu chưa? Tao đã nghĩ ra một cách để hạ bệ của Tường San rồi. Lại tao bảo. Bravo, bravo, ý đề hay đấy. Trời ơi, đây bác vào đây. Dạ. Đấy, bác vào đấy đã, chị cháu là hôm qua là hơi thất lễ với mày, muốn gặp bác để xin lỗi nhá. Chị My ơi, chị My, đâu vậy? Chị, đấy bác đây. Ôi, bác vào đây, chị cháu xin lỗi bác. Đấy. Bác ơi, hôm qua là tại cháu không biết bác là mẹ của Tường San cho nên là chót vô lễ với bác ạ. Cô đừng làm thế, tôi đã bỏ qua cho cô rồi mà. Với cả là hôm qua cháu ăn hoa quả của bác, thấy ngon quá. Mà đúng hôm nay lại là sinh nhật cháu nữa, cho nên là cháu đang định mua hết cái đống hoa quả dưới kia của bác để mời mọi người ăn ạ. À, đây, đây là 1 triệu. Cháu gửi bác trước, xong rồi tí nữa thiếu bao nhiêu thì cháu trả sau nhé bác nhá. Thật thế hả cô? Thế thì để tôi xuống dưới nhà, tôi lấy hoa quả đấy cho cô nhá. Đấy, bác xuống dưới nhà ấy thì bác để cháu đi cùng bác nhá. Đây, nhá. Mọi người vào đây tôi có chuyện muốn nói đây. Đây, giới thiệu với mọi người nhá. Đây là bác bán hàng rong của công ty mình, đồng thời cũng là mẹ của Tường San, thư ký của chủ tịch đấy. Ủa, cái gì? Mẹ của thư ký chủ tịch bán hàng rong á? Ôi, tôi tưởng là kiểu thư ký chủ tịch phải ở trong gia đình kiểu giàu có lắm đấy. Lúc đó tôi biết mà. Nào, trật tự đi nào. Bác thì bán hoa quả rất là ngon đấy. Tôi còn đang định là mua hoa quả để mời mọi người đấy. Đồng ý không? Ôi, cảm ơn bạn nhất. Đợi tí để tôi lấy tiền. Lúc này ô lục hello chết rồi, tiền của tôi đâu rồi? Tôi nhớ là tôi còn để 1 triệu trong này cơ mà. Chết, để tiền trong túi vẫn mất được, thế có ai ăn trộm chị không? Điên à, nhân viên từ trước đến nay nổi tiếng là thật thà, làm gì có chuyện ăn trộm ăn cắp ở đấy. Sao cô lại nhìn tôi? Cô thử kiểm tra lại xem có nhầm lẫn ở đâu không. Còn nếu là tiền mua hoa quả thì vừa nãy cô đưa cho tôi rồi mà. Đây, tiền vẫn còn đây mà. Này, tôi nào đã được đưa tiền cho bác? Có phải là bác lấy trộm của tôi đúng không? Riêng cái này nha, tôi có thể đứng ra làm chứng bảo đảm tính mạng tôi luôn.
là cái này chị của tôi là chưa đưa cho bà 1 triệu nào cả. Đấy, bà là chứng tỏ này. Em đã chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng nay chưa? Rồi ạ, tất cả mọi chuyện đã xong. Không phải thế. Vừa nãy cô đưa cho tôi, cô bảo để đặt mua hoa quả sinh nhật cô ấy mà. Bạn tin làm sao được? Không tin. Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Có chuyện gì mà ở Mỹ thế? Chủ tịch, anh đến rồi đấy ạ. Anh ơi, bác này là bác bán hàng rong ở cổng công ty mình đấy ạ. Và đồng thời cũng là mẹ của Tường San ạ. Chả là sáng nay bác ấy cậy mình là mẹ của thư ký chủ tịch, sồng sộc đi vào đây đòi gặp con gái. Em đã lịch sự mời bác ấy ngồi rồi, xong lại còn định mua hoa quả để mời mọi người ăn nữa. Nhưng mà không ngờ khi giờ đến tiền thì không thấy đâu cả. À, với cả anh ạ, nói trùng hợp một cái thế này cơ. Đấy là khi mà chị My mất tiền thì tự nhiên lại có xuất hiện 1 triệu trong tay của bà ấy. Thế mới lạ. Không phải thế đâu ạ. Lúc nãy cô ấy đưa tôi tiền, cô ấy bảo là mang hết cánh hoa quả đây cô mua cho, để cô ấy cho nhân viên ăn. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy mà. Tôi không ăn cắp. Sinh nhật nào? Hôm nay có phải là sinh nhật của tôi đâu. Bà biện chuyện thì cũng phải biện cho nó đúng một tí chứ. Tôi không tin mẹ tôi lại làm ra những chuyện như thế đâu. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đấy ở đây. Thế này là không được rồi mọi người nhờ. Chủ tịch ạ, nhân danh bảo vệ công ty, nhân danh bảo vệ công lý, em đệ, à nhập, em có ý kiến chủ tịch thế này. Đấy là em sẽ lục soát người bà này để xem có mất cắp cái gì nữa không, chứ tình hình này là không được. Mời bà tác điều tra gia đình của tôi. Này, anh làm gì đấy? Không được làm như thế đâu. Tôi kiểm tra, tôi bảo vệ, tôi kiểm tra. Đây là có mất cắp gì nữa không, chứ vào được sợ lắm. Cái anh này ăn cắp gì ra, đó. Biết làm sao được. Anh làm sao đấy? Biết làm sao được. Thỏi son của tôi là bà lấy nó còn đúng không? Tại sao thỏi son lại có trong túi tôi? Tôi già cả rồi, tôi có dùng son đâu mà tôi lấy. Bà không dùng son, nhưng mà con gái bà thì dùng son. Này, Tường San, tôi không ngờ là mẹ cô lại là kẻ ăn cắp vặt như thế đấy. Mà cô là con gái bà ta, có phải là cô cũng giống tính bà ta luôn không đấy? Con ơi, không phải mẹ ăn cắp đâu, mẹ không lấy đâu con. Con tin mẹ mà. Tất cả thôi đi. Tôi không thể ngờ được trong công ty này lại xảy ra một cái chuyện mất mặt như vậy đấy. Chuyện còn chưa rõ ràng mà. Bây giờ chỉ cần trích xuất camera ra là được mà. Cậu Hải, mau gọi cậu Thành lên đây để kiểm tra camera đi. Anh ơi, đèn quá. Hôm qua đúng lúc người ca trực của em ấy xuống phòng bảo vệ ấy, thì tự nhiên cao phòng nhân sự mình lại hỏng. Ôi hôm qua hãy bù lu bù loa quá, thế em lại chưa gọi báo lên cho mọi người. Này, tại sao cậu lại làm việc tắc trách như thế? Camera hỏng thì phải báo để sửa lại luôn chứ. Bây giờ trộm cắp hoành hành như thế, làm thế nào bây giờ? Em quên tí. Em không thể chấp nhận được việc có người ăn cắp trong công ty này đâu ạ. Em đề nghị anh kiểm điểm nghiêm khắc anh ạ. Phải kiểm điểm chứ. Ừ. Được rồi, nhưng mà mọi người cũng đừng vội kết luận. Chuyện ý, rồi sẽ sáng tỏ ngay thôi. Nhưng mà camera hỏng rồi, làm thế nào để điều tra ạ? Đúng rồi, cam hỏng rồi mà anh. Cái này thì hai người không phải lo đâu. Ngày hôm qua, tôi đã cho đội kỹ thuật của công ty lên kiểm tra toàn bộ máy móc rồi, để chuẩn bị cho cuộc họp ngày hôm nay. Và đồng thời đội kỹ thuật cũng đã phát hiện ra camera ở phòng này hỏng, nên đã sửa luôn rồi. Hai người yên tâm nhé. Sửa rồi ấy ạ? Tốt quá. Cậu Thành, cậu mau trích xuất camera ở phòng hành chính nhân sự cách đây 30 phút trước, rồi gửi lên máy cho tôi. Làm luôn đi nhá. Tường San, em mở máy tính của anh lên, tôi cho người kiểm tra. Vâng ạ. Mọi người cùng xem này. Ôi, nhanh nhỉ. Ôi trời ơi, nãy bao giờ. Ôi, như thật luôn này. Thế nhỉ. Vậy là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi phải không? Chính là hai người đã bày mưu để hãm hại mẹ cô Tường San đúng không? Chưa hết đâu ạ. Hôm qua chính mắt em đã thấy hai người họ đòi tiền chỗ ngồi của mẹ em, rồi lấy hoa quả của mẹ em mang lên công ty để chia chác nhau ăn nữa. Tôi tưởng là hai người đã biết lỗi và xin lỗi mẹ tôi một cách thành thật rồi, nên tôi mới bỏ qua cho. Nhưng mà không ngờ hôm nay hai người lại dở cái trò bỉ ổi như thế. Đúng là khốn nạn mà. Cô My, đường đường là giám đốc của một công ty, vậy mà cô lại lạm dụng chức quyền đuổi việc nhân viên cũ để cho em trai cô vào làm việc, rồi hai người lại còn bày mưu tính kế để hãm hại người khác nữa.
Chuyện này đúng thật là không thể bỏ qua được. Hai người chính thức bị đuổi việc. Chủ tịch ơi, em biết lỗi rồi ạ. Anh tha cho em lần này được không ạ? Không có lần sau đâu ạ. Muộn rồi. Trước khi làm việc gì đấy, phải nghĩ đến hậu quả đã chứ. Vì cuộc đời này ấy, không phải giống như chiếc bút chì đâu. Đâu thể viết ra rồi dùng cục tẩy xóa đi là được đâu. Còn cả mọi người nữa, đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mau về làm việc đi. Dạ vâng. Còn đừng đây nữa. Hai người lập tức mau thu xếp đồ đạc rồi đi ra khỏi đây đi. Chào bác. Anh ơi, tại sao hôm đấy anh lại tin không phải là mẹ em làm? Vì anh chắc chắn nếu là mẹ em thì bà phải là một người rất tốt mới có thể nuôi dạy được một con gái giỏi giang như em chứ. Mà này, tại sao hôm đấy em không nói luôn là em xin cho mẹ em đi mà em lại bảo là em xin cho người quen? Tại vì em sợ ấy, nếu mà anh biết đấy là mẹ của em thì anh sẽ yêu ái bà hơn. Mà tính của bà ấy thì không thích làm phiền người khác. Em cũng như thế mà. Nhưng mà anh không thể nào để cho mẹ vợ tương lai của mình cứ bán hàng ngoài đường như thế được. Nói chung là anh quyết rồi. Anh đã sắp xếp cho mẹ một chức vụ gọi là quản lý ở căng tin. Em về thuyết phục mẹ đi nhá. Em biết rồi, em cảm ơn anh nhá.